Hay quá, lấy tép mà không không đưa vỏ hay không? Thiệt đi. Đây anh em. Tầm này khoảng mấy ký chú đâu? Chắc cỡ 3 ký. Chắc cỡ 3 ký, anh em cho là chắc cỡ 3 ký. Đâu, quay đi tí anh quét sau chứ. Chương trình quay rỡ bắt cá, bắt tép. Rỡ lên. Đây là cái trò quay rỡ. Để anh em tối ngủ lại để quay bắt tép. Anh em có mưa ở đâu? Có mưa? Không có mưa thì mình ra mình quét đi. Mình đang cho xuồng nha các bạn. Sao mưa, có mưa hả? Có mưa áo đồ quay nó mới thích chứ. Chương trình là Mr. Đông đi ra quét rớt. Anh ấy chèo xuồng rất là mau. Đây là cái trục quay này các bạn này. Đây là cái rớ anh đang ra quét tép. Mình có xuồng là có ra quay sát bên này. Trong đèn nó nhiều được đâu mà. Trong đèn nó vô mới nhiều được. Ừ đúng rồi. Nay gần rằm mà. Nhiều không? Bên kia nó chưa lên đèn luôn mà. Nó mới thả lên, mình thả lên. Đâu thả từ từ thôi, thả nhanh nó bứt rỡ. Chứ rồi quét đâu anh Lâm thật rớ rớ là chìm. Để đi
Đây đừng ký không? A few moments later. Chú Đông đang đưa té vào. Thế mình ra đó mình rồng cỡ 2 ngày không chết là ngon hả? Được không? Sợ 2 ngày thì chết hết đấy chứ, chết nhiều chứ. Đây, một mẹ tép quay rỡ. À, hai mẹ hả? Ui, chị tép này. Đây là chú Đông. Cái gì? Chịt. Không, quên rồi. Đây quá, lấy tép mà không bị vỏ hay không? Thiệt đi. Đây nè. Hôm nay khoảng mấy ký chú Đông? Really, nigga? Chắc cỡ 3 ký, anh em cho là chắc cỡ 3 ký. Thế thì nhỏ này là mình khỏi ngon nè. Hôm nay là về làm tôm nhảy này. Tôm nhảy. Chắc chắc cho anh em thấy. Quay 2 rỡ. Anh em thấy không? Đó, tươi rồi rõi. Tươi sống. Có cả cá bóng nữa nha. Lâu lắm rồi ăn cá bóng kho. Bữa nào làm bữa cũng kho. Ủa này mình đi quên này. Trên xe có bọc nào ta? Có. Cái xe làm gì có bọc? Bao không có rồi bọc. Bao cái đường đủ không? Hả? Không đủ. Cái đường đủ không? Đây đường đồ. Bao đường đồ nhưng mà lẻ bao lên đường. Bao đường đường không? Không, bỏ cho cốt mà. Sao được á? Chà. Chú. Giới thiệu với các bạn là đây là cái báo đạm Phú Mỹ này. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ. Người ta còn gọi là ure. Ure. Ure bỏ phân, bây giờ là bỏ tép. Một cái biển mà đưa cả về người ta vẫn bỏ ure mà. Vậy hai chỗ vẫn nhiều ha. Bữa sau quấy thôi để cho tép lên giá. Ừ. Quấy nhiều hôm mai vẽ. Cái thằng kia mà hắn đi câu lươn à, một đêm hắn kiếm cả triệu á. Câu cái gì? Đâu tép mà nó chạy đều gì đông đêm được triệu đâu này. Thôi về luôn hớp chi nữa. Mai vô nướng gà nướng đồ nhậu luôn. Làm chút để cho hết đi ra mà. Xung vậy cha. Ủa cái mẹ mình rượu thưa ai uống. Thôi về thôi đổ đi. Không thích xuống vô không mơ đổ sách đi thôi. À.
chim xuống đó nè. Đi sông nước phải lội nước chứ, nó đi trên bờ. Chú Đông đang đợi tép. Xong hai rồi.